Xin chào các bác, xin chào anh em. Hôm nay cửa hàng em quay giới thiệu anh em một ít dây loa của Mỹ. Dây này thì cửa hàng đã bán rất nhiều suốt bao năm nay. Đó là dây của Montez Monitor. Những anh em nào mua đồ âm thanh cửa hàng Minh Audio Đông từ thời gian trước đến bây giờ thì chắc chắn là đều biết những dây này. Bởi vì cửa hàng đã bán ra thị trường có khi đến là mấy trăm nghìn mét dây loại này. Bởi vì dây nó rất vừa tiền vừa túi tiền, bán chỉ 100.000 một mét thôi, nhưng chất lượng dây thì dạng tuyệt hảo so với giá tiền. Dây rất mềm mại, anh em có thể cầm thấy sờ như là sợi bún ấy. Đó, như sợi bún ấy. Vừa bền vừa đẹp vừa sang xịn mịn. Đây, nếu anh em tuốt ở đầu dây ngay từ đoạn này tầm 1 cm thì anh em không thấy được các bó dây nó ở bên trong. Anh em tuốt xa ra một đoạn thì anh em thấy đây, nó gồm 6 cái bó dây nhỏ, nó ốp lại thành một cái vế của loa, một vế âm hoặc dương. Đó, anh em thấy 6 cái bó dây này. Đó. Anh em tuốt ở ngay đoạn đầu khoảng 1 cm thì sẽ không thấy được nha. Anh em tuốt xa vào thì sẽ thấy nó gồm các cái bó dây nó xếp lên nhau. Đó, 6 bó. Bề ngang của dây thì tầm 1 cm, tầm 1 cm. Đây hãng loa, hãng dây này. Speaker cable, speaker là loa đấy, tiếng cable là sợi cáp dây loa bởi hãng Montez của Mỹ, cable đó. Dây loa của hãng Montez Mỹ anh em nhá. Giá bán thì 100.000 một mét, giá tại cửa hàng anh em nhá. Tiền ship thì anh em mua hàng sẽ phải trả tận nơi qua dịch vụ bưu điện, và cửa hàng cũng hỗ trợ gửi cái này qua dịch vụ bưu điện thu tiền sau. Nghĩa là anh em sẽ trả tiền sau, hoặc là anh em có số tài khoản chuyển khoản trước thì cũng tốt cho cửa hàng. Đó, anh em mua dây thì tầm 4-5 mét là cửa hàng cũng sẽ gói gửi cho anh em qua bưu điện 100.000 một mét. Tiền ship thì tầm 30-40.000 nếu anh em ở xa hay ở gần, tùy anh em. Đó, 100.000 mét. Quan trọng là cái chất lượng dây nha, nó rất sướng luôn. Vừa sang vừa xịn vừa mịn. So với cái dây của Trung Quốc loại trắng mà nó tròn tròn như đầu đũa thì nó cũng bán tầm 5-6-70.000 một mét. Thì anh em chơi những cái dây xịn này nó vừa được cái là sang xịn mịn, đấy, chất lượng. Đây, mềm nhũn này anh em. Đó. Mềm nhũn như bún ấy. Cảm sướng lắm. Cửa hàng bán quá nhiều dây này suốt những năm vừa rồi. Hôm nay đã đăng lên, anh em nào có nhu cầu có thể tham khảo. 100.000 một mét giá tại cửa hàng. Quả Montez anh em nhá. Anh em chơi đồ âm thanh thì nên đầu tư đến một ít dây tín hiệu, dây loa, dây tín hiệu AV. Nó tốt thì nó cải thiện chất âm cực kỳ nhiều anh em nhé, so với dùng dây điện hoặc dây kém chất lượng. Bởi vì cái truyền tải âm thanh nó cực kỳ quan trọng. Nếu có loa tốt rồi mà có âm ly tốt rồi mà dây tín hiệu nguồn nhạc kém thì vứt. Nói luôn anh em là vứt. Xin nói chào các bạn anh em.